Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn giải bài toán phân số theo phương pháp lập trình hướng đối tượng. Đầu tiên các bạn mở phần mềm Visual Studio lên. Mình sẽ thực hành trên phần số application này ha. Rồi, ở đây mình sẽ using sử dụng cái thư viện System. Sau đó mình sẽ viết một cái lớp đối tượng Last phân số. Trong cái last này mình sẽ khai báo cái thành phần mang thông tin, sử dụng từ khóa là public ha, để bên ngoài có thể truy xuất được. Rồi, kiểu là integer, phân số thì gồm có tử số và mẫu số. Mẫu số đó, thì đây là cái thành phần mang thông tin trong cái lớp đối tượng phân số. Tiếp theo mình sẽ viết một số hàm xử lý trong cái lớp phân số này, gồm có hàm nhập phân số ha, public void, nó không có trả về giá trị cho cái hàm này, cho nên mình dùng kiểu void. Tạo tên cho nó là nhập phân số, nhập phân số ha. Rồi, truyền vào cho nó cái chuỗi string là ghi chú. Rồi, trong cái hàm này á, mình sẽ xuất ra cái câu ghi chú console chấm rồi lại xuất ra cái câu ghi chú, và mình sẽ cầu dùng nhập vào tử số và mẫu số ha, console chấm rồi. Nhập tử số rồi. Và mình sẽ cho cái tử số trong cái thành phần mang thông tin này nè, tử số của cái lớp này bằng in chấm bạc console chấm readline. Rồi, tương tự mình sẽ nhập mẫu số ha, copy và dán xuống bên dưới, nhập mẫu số, và mẫu số sẽ bằng in chấm bạc console readline. Vậy là mình đã viết xong cái hàm nhập phân số trong cái class, trong cái lớp đối tượng phân số. Tiếp tục mình sẽ viết một cái hàm tính tổng hai phân số public, nó sẽ trả về kiểu phân số ha, tên cho nó là tính tổng. Ở đây mình sẽ tính tổng cái phân số của cái lớp này nè, cái lớp đối tượng này nè, với một cái phân số thứ hai được truyền vào trong cái hàm này là phân số b. Đó. Rồi, mình sẽ sử dụng một cái biến tạm kiểu là phân số luôn, là cái biến kết quả cấp phát cho nó vùng nhớ new phân số. Và cái biến kết quả này nó sẽ có tử số bằng quy đồng mẫu số ha, lấy cái tử số tại đây nhân với mẫu số của b là b chấm mẫu số, rồi lấy cái mẫu số tại đây nhân với b chấm tử số. Ok, rồi cái biến kết quả nó sẽ có mẫu số
là lấy hai cái mẫu số nhân với nhau ha, là cái mẫu số tại đây nhân với b chấm mẫu số, rồi sau đó mình sẽ return cái kết quả này cho cái hàm tính tổng. Ok, rồi mình viết cái hàm thứ ba là public, nó sẽ trả về kiểu chuỗi ha, viết hàm xuất á, trả về kiểu chuỗi xuất phân số. À, rồi return cái chuỗi, cái chuỗi là tử số tại đây, tử số chia cho mẫu số ha. Rồi sau đó mình sẽ viết cái hàm main để chạy cái chương trình này, trong cái last là program, last chương trình đó có cái hàm main dùng cái từ khóa là static void main, chữ m viết hoa ha. Đó, trong cái hàm main này nè mình sẽ khởi tạo hai cái đối tượng phân số là a bằng new phân số, rồi b cũng làm tương tự như vậy, copy và dán xuống bên dưới phân số b. Rồi sau khi đã cấp phát hai cái phân số thì a nó sẽ có cái hàm nhập phân số điền vào cái chuỗi là phân số a. Rồi tương tự nhập phân số b, sau khi đã có hai cái phân số a và b mình sẽ tính tổng hai cái phân số này bằng cách sử dụng cái phân số kết quả cấp phát, đừng nhớ cho nó luôn. Đó, và kết quả sẽ bằng lấy a tính tổng với b và xuất ra cái biến kết quả này console chấm write-line, kết quả là cộng với cái chuỗi là kết quả chấm xuất. Đó, rồi mình sẽ dừng màn hình lại để xem ha, console chấm readline. Ok, rồi mình nhấn vào nút start để cho chương trình này nó chạy. Đó, phân số a tử số 1/2, phân số b là 3/4, rồi kết quả là 10/8 ha. Ok, à, tiếp theo mình sẽ qua cái bài toán là tính tổng mãn phân số. À, bài toán này nó sẽ nâng cao hơn ha. Mình ở đây mình sẽ viết một cái last là mãn phân số, trong cái lớp đối tượng này á sẽ khai báo cái phần thành phần mang thông tin là public, đó là một cái mãn phân số có cái dấu ngoặc vuông này ha, và đặt tên cho nó là danh sách phân số. Rồi sau đó mình sẽ viết cái hàm xử lý gồm có hàm nhập phân số, hàm nhập mãn phân số ha, public void.
nhập mảng, mảng phân số truyền vào cái chuỗi pin là ghi chú. Rồi. Trong cái hàm này á, mình xuất ra cái câu ghi chú là console.write_line ghi chú. Rồi. Sau đó mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử cho cái mảng phân số này. console.write nhập số phần tử ha trong mảng. Đó. Và mình dùng cái biến n kiểu phân nguyên để hướng giá trị mà người dùng nhập vào là in.bạc console.readline. Rồi sau khi có số phần tử trong cái mảng thì mình sẽ cấp phát vùng nhớ cho cái danh sách phân số này. Danh sách phân số này sẽ bằng cái mảng phân số, đây dùng từ khóa là new phân số và cho n vào, mình có n phần tử đây ha. Sau đó mình sẽ sử dụng cái vòng lặp for để duyệt qua cái mảng phân số này cho y chạy từ 0 cho đến y bé hơn n và y cộng cộng. Trong cái vòng lặp for này á thì với mỗi phần tử thứ y trong cái danh sách phân số thì mình sẽ cấp phát vùng nhớ cho nó ha, để tạo cái đối tượng là phân số. Rồi sau đó cái phân số thứ y này nè nó sẽ có cái hàm là phân số và truyền vào cho nó cái chuỗi, cái chuỗi là phân số thứ y ha. Thứ y đó. Rồi đây là xong cái hàm nhập mảng phân số. Tiếp tục mình sẽ viết cái hàm tính tổng mảng public, nó sẽ trả về kiểu là phân số ha, phân số và đặt tên cho nó là tính tổng mảng. Ở đây mình sẽ đếm số phần tử trong cái danh sách phân số này, nên sẽ bằng danh sách phân số chấm len. Rồi và mình sử dụng cái biến kết quả để tính tổng ha, phân số kết quả bằng new phân số và cái kết quả này giá trị ban đầu của nó là 0, kết quả chấm tử, chấm tử sẽ là 0 và kết quả chấm mẫu có giá trị ban đầu là 1, 0 chia 1 là 0 ha. Ok. Và sau đó mình sử dụng vòng lặp for để duyệt qua cái danh sách phân số này cho y y chạy từ 0 đến y bé hơn n và y cộng cộng. Rồi thì cái biến kết quả này nè sẽ bằng kết quả tính tổng với lại cái phân số thứ y trong cái danh sách phân số ha,
các phân số của y. Rồi, và sau đó mình sẽ return cái kết quả này cho cái hàm tính tổng mãn. Ok. Rồi, và mình sẽ sửa lại cái hàm main này để chương trình nó chạy ha. Đó, khởi tạo một cái đối tượng là mãn phân số. Mãn phân số này. Rồi. Và nhập mãn ha. Mãn phân số. Rồi, sử dụng cái biến kết quả cấp phát nữa cho nó, và kết quả sẽ bằng a chấm tính tổng mãn. Rồi, sau đó mình xuất ra cái kết quả này. Ok. Mình nhấn vào nút start để nó chạy nè. Đó. Ví dụ nhập số phần tử trong mãn là 3 đi ha. Phần tử thứ 0 nè, 1 phần 2 nè. Phần tử thứ nhất là 3 phần 4 nè. Phần tử thứ hai là 5 phần 6 nè. Và kết quả là đây. Ok. Rồi, vậy là video kết thúc đây ha. Các bạn có thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.